Chào các bạn, ngày hôm nay thì tôi sẽ làm một cái video để giải đáp một câu hỏi của bạn Hiền Nguyễn. Bạn ấy có comment ở trên cái bài viết của tôi. Thì tôi sẽ viết lại cái câu hỏi của bạn ấy một cách nó dễ hiểu và đúng ý hơn. Và tôi sẽ đọc nó, sau đó tôi sẽ đi phân tích và giải đáp câu hỏi của bạn Hiền Nguyễn như sau. Đầu tiên là, anh Đình Trường ơi, anh cho em hỏi với được không ạ? Như anh đã chia sẻ thì em có một vài điểm thắc mắc, mong anh giải đáp. Câu hỏi số 1. Về cá nhân, một cái chủ phòng private thì nên trang bị cho mình những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm gì để có thể phát triển phòng tập private một cách tốt nhất? Câu hỏi số 2, mình nên chuẩn bị dư một khoản tiền là bao nhiêu để có thể vận hành một cái phòng tập private với số vốn là 400 đến 500 triệu. Tôi tạm hiểu nó là vốn dự phòng hoặc là vốn vận hành ban đầu là bao nhiêu? Câu hỏi số 3 đó là nên tìm cái người tư vấn giúp mình tư vấn để xây dựng một cái mô hình phòng tập private là một chuyên gia trong ngành hay là một người có nhiều kinh nghiệm kinh doanh trong cái lĩnh vực private. Thế thì tôi sẽ đi giải đáp câu hỏi của bạn Hiền Nguyễn như sau. Thứ nhất, nếu bạn là một chủ phòng tập, bạn đang muốn xây dựng, muốn mở một cái phòng private thì việc đầu tiên bạn cần phải hiểu cho tôi đó là khách hàng của bạn là ai và cái nỗi đau, cái mong muốn của họ là cái gì. Từ đó bạn đi xây dựng một cái mô hình kinh doanh mà có thể cung cấp cái sản phẩm chính là cái giải pháp giá trị giải quyết được cái nỗi đau hoặc là cái mong muốn của khách hàng. Và cái giải pháp này chỉ có bạn mới có thể làm được hoặc người khác rất khó có thể bắt chước. Thì nó chính là cái điểm độc đáo và khác biệt về mặt giải pháp, về mặt sản phẩm của bạn. Nó sẽ giúp ở cái công ty, cái phòng tập của bạn phát triển một cách tốt nhất. Thì đấy là cái đầu tiên, đó là hãy có một cái ý tưởng kinh doanh. Thứ hai, vì đặc thù của phòng private, nó là kinh doanh cái dịch vụ huấn luyện viên cá nhân một kẻ một. Và cái thứ hai nữa là phòng private thường rất nhỏ, thường là nhỏ nhá, thường nhỏ. Nên là gì ạ? Cái người chủ, người ta không có nhiều điều kiện để người ta thu hút nhân sự, tuyển dụng nhân viên. Do vậy nhất định bạn phải có kiến thức về mặt chuyên môn rất tốt, hoặc bạn có kỹ năng bán hàng rất tốt, hoặc bạn có các kiến thức liên quan đến lĩnh vực marketing trong ngành này rất tốt. Vì sao lại như vậy? Bởi vì khi bạn có chuyên môn tốt, bạn có kỹ năng tốt, bạn có kiến thức về marketing tốt, thì bạn hoàn toàn có thể kiêm nhiệm nhiều vị trí trong công ty của mình để có thể mang lại doanh thu cho công ty mình ngay trong những cái thời gian đầu tiên, giảm thiểu chi phí, giúp phòng tập của bạn tồn tại và phát triển được. Yếu tố thứ hai, do mình không có thu hút được nhiều nhân sự, do mình không có nhiều tiền, mình không đi thuê được nhiều nhân sự, nên chính bạn phải là người đào tạo nhân sự của mình. Được chưa ạ? Thì các bạn biết rằng là các bạn trẻ, bạn ấy có xu hướng xin đến những cái phòng tập to, thương hiệu lớn và gì ạ? Nhiều máy móc đẹp. Đúng không ạ? Thì làm việc trong đấy nó oai hơn, vì lương nó cũng tốt, cơ chế của nó cũng tốt, chính sách đãi ngộ của nó cũng tốt. Do vậy là họ thu hút nhân sự tốt hơn so với cái phòng private. Vậy có cái lý do gì để chính nhân viên của bạn đến và làm việc với bạn ở một cái phòng private nhỏ và mới mở như vậy? Thì có, đó chính là kiến thức, kỹ năng hoặc là chuyên môn. Vì sao? Vì bạn phải giỏi cái mảng đó thì bạn mới có thể dùng nó để đào tạo cho nhân sự, giúp nhân sự bạn phát triển một cách tốt hơn. Do vậy gì ạ? Nhân sự của bạn sẽ ở lại với bạn vì họ nghĩ rằng họ được gần sếp, họ được sếp dạy và họ được phát triển bản thân của mình. Có thể tiền không được nhiều nhưng được cống hiến với sếp và được học hỏi phát triển thì đó là mong muốn của rất nhiều nhân viên. Do vậy bạn hiểu nhân sự thì bạn sẽ có cái để mình mang đến cho nhân viên của mình. Rồi, đương nhiên rồi, không phải là ai cũng có kiến thức về marketing, nhưng bạn nên biết những cái kiến thức cơ bản về marketing, ví dụ như làm content chẳng hạn, thiết kế ảnh chẳng hạn, bởi vì chính tay bạn sẽ phải xử lý các cái vấn đề đó trên fanpage để thiết kế những cái nội dung có thể thu hút được các khách hàng của mình. Trong khi đó nếu bạn đi thuê thì bạn sẽ tốn một khoản tiền rất lớn mà chưa chắc nó đã hiệu quả. Do vậy đó là một yếu tố mà tôi tin rằng bạn cần phải trang bị kiến thức của mình. Rồi, bạn có một ý tưởng kinh doanh đúng không ạ? Bạn có kiến thức, kỹ năng rồi, thế thì bạn cần cái gì nữa? Bạn cần có tiền. Bạn phải có một khoản tiền đủ lớn để xây dựng một phòng tập. Thì cái khoản tiền của bạn sẽ gồm phân bổ làm 3 phần như sau. Thứ nhất, nó là vốn đầu tư cơ bản. Thì nó có thể 200 triệu, 500 triệu, thậm chí 1 tỷ cho một cái phòng private là chuyện bình thường. Thứ hai là vốn dự phòng. Và thứ ba là gì ạ? Là vốn vận hành trong khoảng 3 đến 6 tháng đầu tiên, tùy theo cái mức độ của bạn. Đấy, nếu bạn phải có tiền thì bạn mới có thể làm được. Yếu tố thứ tư mà bạn cần phải trang bị trong cái trường hợp này
Vì bạn mở một phòng tập, bạn sẽ phải quản lý thời gian của bản thân, quản lý con người, rất nhiều vấn đề nó sẽ phát sinh. Do vậy bắt buộc tôi khuyên các bạn nên là những người mà có cái vị trí đã từng làm là quản lý rồi, đã từng làm việc với 5 đến 7 đến 10 nhân sự rồi, thì khi bạn mở phòng tập private ra ấy, cái việc quản lý con người nó trở nên dễ dàng hơn đối với bạn. Có rất nhiều bạn sai lầm, mới làm PT thôi, không làm được việc thì nghỉ việc ra mở phòng tập, hoặc có chút tiền làm được chút xíu thì nhảy ra mở phòng tập. Đến khi họ tuyển dụng nhân sự vào, họ không biết cách tương tác giao việc cho nhân sự, dẫn đến cái mâu thuẫn về mặt thông tin, dẫn đến mâu thuẫn về mặt quyền lợi, và đôi khi nó mang tính chất cảm xúc quá nhiều, thế là bất đồng với nhân sự và nhân sự nó nghỉ việc, như vậy là rất rắc rối. Do vậy thì tôi tin rằng có một vài cái yếu tố mà tôi vừa liệt kê thì bạn có thể tự tin đứng ra để xây dựng cho mình một mô hình private để giảm thiểu cái rủi ro. Và một cái bắt buộc cuối cùng mà trước khi bạn xác định làm một cái phòng tập, đó là bạn phải chấp nhận rủi ro. Cho dù có thua cuộc thì bạn cũng không ảnh hưởng gì đến tính mạng của mình, ảnh hưởng đến gia đình của mình. Thì tôi tin rằng là gì ạ? Bạn chấp nhận được rủi ro rồi thì bạn có thể bắt tay vào xây dựng một mô hình phòng tập. Được chưa ạ? Thì trên đây tôi gợi ý cho các bạn một vài cái lưu ý nhỏ, những cái nốt cần phải có trước khi bạn ra mở một cái phòng tập private. Câu hỏi số 2, mình nên chuẩn bị dư khoảng bao nhiêu tiền để có thể giúp một cái phòng tập đầu tư 400 đến 500 triệu vận hành một cách trơn tru. Vậy thì cái này là một câu hỏi rất khó. Bởi vì sao lại khó? Cái việc bạn nói số vốn đầu tư 400, 500 triệu ấy, nó không giải quyết được nhiều vấn đề. Mà để ước tính được cái số tiền tôi tạm gọi là vốn dự phòng hoặc là vốn vận hành trong thời gian ban đầu tiên ấy, thì đầu tiên bạn cần phải xác định cho tôi đó là bạn muốn là trang bị một cái số vốn vận hành trong bao nhiêu lâu. Thông thường, ví dụ bạn phải chuẩn bị, với kinh nghiệm của tôi thì khi mà tôi mở một cái phòng tập ra, tôi phải tính toán được là một tháng để duy trì cái phòng tập đó ở cái điểm không phải bù lỗ là bao nhiêu tiền. Được chưa? Tôi lấy ví dụ là 150 triệu một tháng là chi phí để giúp cái phòng tập đó hoạt động mà tôi không phải bù lỗ. Thế thì tôi sẽ chuẩn bị khoảng độ tầm 6 tháng đi, thì tôi sẽ cần khoảng độ tầm 900 triệu cho cái việc dự phòng và vận hành trong vòng 6 tháng. Tôi xin lỗi nhé, vận hành trong vòng 6 tháng thì tôi sẽ chuẩn bị khoảng 900 triệu. Cái yếu tố thứ hai là gì ạ? Dự phòng. Tôi cho rằng dự phòng nó là một cái khoản tiền mà mình không được động vào nó là một cái quỹ để rủi ro có thể xảy ra ấy. Thì mình dùng cái quỹ đấy là cái phao cứu sinh cuối cùng, thì tôi chỉ để khoảng độ 3 tháng thôi, tương ứng với khoảng độ 450 triệu. Thì các bạn sẽ có khoảng độ 1 tỷ 3 gì đó để mà dự phòng và vận hành trong 6 tháng đầu tiên. Thì tôi khẳng định luôn, phòng tập bạn không bao giờ chết được. Dịch bệnh xảy ra bạn cũng không chết được. Vì dịch bệnh chỉ 6 tháng là người ta kiểm soát được ngay. Không thể nào mà chết được với cái tình hình của Việt Nam như bây giờ. Nhưng mà thực tế ạ, rất khó. Bởi vì chúng ta đều là những người trẻ. Ngay cả khi tôi khởi nghiệp thì tôi cũng không có đủ cái số tiền như vậy để mà dự phòng. Nên tôi gần như tôi đầu tư và tôi chỉ dự phòng được một chút xíu thôi. Vậy thì nó lại phải liên quan đến việc bạn tính toán cái dòng tiền của mình. Có thể bạn chỉ dự phòng 300 triệu, 400 triệu thôi. Vì chi phí tối thiểu một tháng bạn là 100 triệu, vậy bạn cầm cự được trong 3 tháng. Nhưng bạn tính được cái dòng tiền khi bạn mở ra 3 tháng đó, bạn có thể mang lại 600, 800 hay là 700 hay là 1 tỷ doanh thu. Mặc sau dư trừ chi phí ra nó dư ra khoảng 5-600 triệu. Thì bạn hoàn toàn có thể dùng cái số tiền đó để làm cái vốn dự phòng tiếp theo. Nghĩa tôi gọi là huy động vốn vào giai đoạn 2 thông qua cái việc bán hàng lấy doanh thu đưa về. Tất nhiên là doanh thu đó không được tiêu nhé, doanh thu đó bạn dùng để làm dự phòng, thì tôi tin là phòng tập của bạn sẽ thành công. Nên tôi sẽ không thể nào có một câu trả lời chính xác cho bạn được, bởi vì tôi không biết được là một tháng bạn cần phải gì, chi bao nhiêu để cái phòng tập bạn đủ tiền mà không phải bù lỗ, đủ tiền vận hành mà không phải bù lỗ. Cái thứ hai, tôi không biết được cái tiềm năng về dòng tiền của bạn nó như thế nào, nên tôi không đưa cho bạn một cái lời khuyên chính xác. Do vậy tôi chỉ đưa cho bạn một cái công thức, đó là bạn có thể đưa từ 6 cho đến 9 tháng cái số tiền duy trì một tháng vận hành của bạn. Được chưa? Giả sử vận hành hết 100 triệu thì bạn chuẩn bị từ 6 cho đến 9 tháng cái tiền vận hành đó là bạn có thể đủ vốn dự phòng và vận hành ban đầu rồi, là có thể yên tâm để làm kinh doanh. Câu hỏi số 3 của bạn, nên tìm người tư vấn xây dựng phòng private là chuyên gia hay là một người có nhiều kinh nghiệm trong việc kinh doanh phòng private? Thì với kinh nghiệm của tôi, với quan điểm cá nhân của tôi ấy, khi mà tôi xác định mở một cái gì đó, làm một cái gì đó, thì tôi rất tin một cái ông nào đó, ông ấy thỏa mãn được cả hai yếu tố. Ông này vừa là chuyên gia nổi tiếng trong ngành, lại là người kinh doanh thành công, thì tôi sẽ nghe ông ấy đầu tiên. Nếu trường hợp tôi không tìm được cái ông như vậy, thì tôi sẽ thiên hướng tìm cái người, người ta đã kinh doanh thành công cái mô hình đó. Tại vì có thực thì mới vực được đạo. Ông làm rồi thì ông nói nó rất khác với những ông làm lý thuyết.
Nhưng trường hợp tôi cũng không tìm được cái người như vậy thì chắc chắn tôi phải nghe gì ạ? Một chuyên gia trong ngành để người ta phân tích. Nhưng nói thật với các bạn, tôi rất sợ những chuyên gia đứng lên dạy người ta làm kinh doanh nhưng bản chất mình không có làm kinh doanh, thậm chí mình chưa làm kinh doanh thành công mà đứng đi dạy người ta làm kinh doanh thì tôi rất là lo ngại, bởi vì những người đó không thực sự có trải nghiệm tốt. Kể cả họ có đi làm thuê cho người khác thì cái trải nghiệm của họ cũng chỉ là làm thuê thôi, họ không tiêu bằng đồng tiền của mình. Ví dụ cái công ty của họ làm là một hệ thống lớn, tập đoàn lớn, vốn rất mạnh, hệ thống quy trình nó tốt rồi, thì cái việc họ điều hành một cái doanh nghiệp như vậy nó khác hoàn toàn, nó dễ hơn rất là nhiều so với việc họ tự mở một cái công ty ra. Tiền không có, vốn không có, nhân lực không có, thương hiệu không có, nó cực kỳ khó khăn. Do vậy tôi khuyên các bạn hãy tuân thủ theo thứ tự mà tôi vừa chia sẻ, biết đâu nó sẽ thực sự giúp ích cho các bạn. Trên đây là những câu trả lời mà tôi chia sẻ để giải đáp cho ba câu hỏi của bạn Hiền Nguyễn. Hy vọng bạn có thể xem kỹ lại cái nội dung này. Nếu như có cái phần nào bạn chưa hiểu, hãy comment ở phía dưới hoặc inbox cho tôi. Tôi sẽ trực tiếp làm video hoặc là bài viết để giải quyết vấn đề của bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe video này. Xin cảm ơn.